Bé Mai mở chạy ra kêu bé Mai rồi. Ủa ngày tăng ca của mày sao mày không có lại tương tác live phụ vậy? Thì ở lại tương tác live phụ đi. Đuổi mày luôn chứ chửi mày. Tắt cái đèn đi con, nó bị cháo đó con. Má đèn thì sao má cháo dữ vậy không biết nữa. Hết rồi. Mốt mấy đứa gắn rồi xong rồi cái mấy đứa lấy cái khăn giấy mấy đứa chùi màn hình ba cái cho nó đừng có rồi nha. Hello mọi người, có ai đang xem livestream của Hương không? Bây giờ trước tiên là mọi người chia sẻ livestream cho Hương nha. Chia sẻ cho nhiều người vô xem cho cái vận may của mọi người có nha. Thì Hương sẽ sale cho mọi người rất nhiều hàng luôn và sale đặc biệt từ cái livestream này luôn. Ai đang xem livestream của Hương có chia sẻ livestream nè, mình sẽ sale cho mọi người để cho mọi người có tiền bạc, có vận may, có tài lộc và có tất cả những cái gì mà gọi là may mắn nhất nha. Giữa cái mùa dịch như vậy nè, mọi người có được tiền bạc, có được tài lộc, có được vận may thì thật sự Hương nói thiệt với mọi người, nó là cái may mắn của mình. Thì bây giờ chỉ duy nhất ở cái livestream này nè, tất cả cái nào chia sẻ cái đó tôi. Những ai mà đang xem livestream của Hương á, khi mọi người đặt hàng trong cái livestream này sẽ được ưu tiên giảm giá nha, ưu tiên giảm giá cho mọi người để cho mọi người có được cái vận may nha. Trang mọi người mà bên TikTok nè, khi mà xem livestream của Hương muốn mua hàng, chỉ một cái việc đơn giản là kiếm trang Shopee hoặc liên hệ số hotline. Hotline có đang mở máy không con? Là được nha. Duy nhất trong cái livestream này nè mấy chị, giữa cái mùa dịch này thì mấy bạn biết không, cái năm nay là năm con trâu, nhiều chị làm ăn không được, hỏi em là bây giờ làm ăn không được thỉnh cái gì về để cho cái vận xui nó đi qua. Thì năm nay là năm con trâu, là một cái năm mà gọi là người ta cài như trâu để cho cái vận may nó có và cho mấy chị không bị xui xẻo, mấy chị được may mắn công ăn việc làm, mấy chị không có bị đứng. Nè mấy đứa, mấy mốt cái máy này cài á là phải xích lên vậy nè, thấy không, thấy không, nè nó bị thấp quá nè. Đó thì cho mọi người được một cái vận may thì là sẽ là cái gì, trâu vàng. Và trâu vàng giá bao nhiêu? 350, sale cho mọi người còn bao nhiêu? 99.000 nha. Sale cho mọi người trong livestream này là 99.000 rồi, thôi sale 99.000 một trâu vàng nha. Chị nào đặt hàng comment số điện thoại giùm em nói mấy chị nha, trâu vàng nha. Hoàng ơi, nó nghe nè, con lấy giùm cô một cái máy nào, con lấy cái lơ cơ màu linh phụ á, con dán giùm cô dán một máy thì biết dán không, đem đây cô chỉ chưa. Thì cái trâu vàng này là giá 99.000 nha. Bây giờ nè, chị nào đặt trâu vàng em vẫn tặng cho một cây son 250. Năm nay là năm dịch nè, thì khi mọi người bị cái cơ hạn, cái tài lộc mọi người không có, cái vận may mọi người không có, nghe lời Hương thỉnh cái trâu vàng này về để cho cái vận may mình có, cho cái tài lộc mình có nè. Ở trên TikTok nè, đang coi 4 miếng thôi. Ở trên TikTok nha, ai đang coi livestream của Hương muốn mua hàng liên hệ qua số điện thoại này. Và em không có nhiều nha mấy chị duy nhất trong cái livestream này sale cho mấy chị là bao nhiêu? 99.000. Chị nào đặt hàng comment số điện tôi ơi, lên lên trên mạng nó kiếm cái hình dáng linh phù chị cho bạn coi cái gì đúng không, không có nhiều, tại vì em nói mấy chị nghe nè. Hoàng ở lại lát đợi thay giùm cái màn hình điện thoại cái. Em không có nhiều nha, cái này giảm cho mấy chị còn bao nhiêu? 99.000 trâu vàng. Em nói mấy chị nha, giữa cái tâm điểm mùa dịch, nhưng mà mấy chị biết không, em có được trâu vàng cho nên em vẫn buôn bán được, cái vận may em vẫn có, cái tài lộc em vẫn có. Và đặc biệt nha, em đỡ hơn người khác rất nhiều. Giữa cái tâm điểm mùa dịch, nhiều người làm ăn không được, nhưng mà em vẫn phà phà. Có điều nó không bằng như trước là nói thiệt, mà có điều mấy chị biết không, em vẫn có được cái vận may. Đơn hàng em vẫn đi một ngày cả ngàn đơn nha mấy chị. Châu vàng là chỉ có 99.000, nhưng mà em còn tầm khoảng 12 ông thôi, một ông là 99.000. Mấy chị thỉnh về, mấy chị
dán trong cái điện thoại của mấy chị. Em nói vận may của mấy chị về đầy luôn. Châu vàng này bây giờ chị nào muốn đặt nè, comment số điện thoại giùm em, 99.000 một ông. Ai có chia sẻ live stream em tặng cho thêm một cây son nha. Đây, chị nào có chia sẻ live stream là em tặng thêm cho một cây son nha, duy nhất trong live này thôi nha. Người nào có chia sẻ là được nhận thêm một cây son màu Hương đang xài miễn phí nha. Em nói mấy chị có biết không, cái vận may khi mấy chị xài châu vàng này nè, trời ơi tiền nó kéo về dữ lắm. Ở bên TikTok nè, ai đang coi live stream muốn đặt hàng liên hệ trang Shopee hoặc là cái số hotline trên đầu em nha. Châu vàng là 99.000, số lượng không có nhiều. Chị nào muốn đặt comment số điện thoại, thấy em nha Gunny Phạm. Võ Quốc Đạt, mình phải từ từ em. Tại vì em biết không, năm nay là cái năm mà dịch, cái cơ hạn dịch. Em có thể thấy là ở khắp mọi nơi bây giờ nhà nước người ta đang kêu gọi đóng cửa đâu rất là nhiều. Nó rất là khó khăn cho cái tình hình kinh tế. Phép bên cô Hương là phép phong thủy, nó hỗ trợ cho mình. Vụ gì vậy Trinh? Cái số lượng nó không có nhiều nha, em nói trước nha. Bữa mua vòng trúng số cô nó tặng một vòng nữa là ba vòng, sao không thấy, là sao Hà My Trần? Em nhận hàng có vòng tặng không? Tại vì khi mua một vòng là cô có tặng kèm một vòng cho mình đó. Phí xếp là 50.000. Mấy chị bên TikTok muốn đặt có làm ơn liên hệ số hotline giùm em, chứ em không có chốt đơn được trên cái comment nha. Còn bên Facebook ai đặt cứ comment số điện thoại. Em nói mấy chị nghe nè, cây son này á là son phép bản thân em sử dụng. Và khách của em người ta sử dụng, người ta cho hiệu quả rất nhiều. Chỉ duy nhất trong cái live stream này, ủa con chip đâu, nãy giờ tao không thấy nó đâu. Không, không có nhiều mấy chị. Mấy chị muốn, mấy chị đặt hàng, mấy chị phải comment số điện thoại. Tại vì châu vàng chỉ có 99.000 thôi. Con nhắn tin là đi Kiều Cút hồi, Kiều Cun. Hồi sáng mà nhân viên cô gọi mà con không nghe máy được, thì nhân viên cô có nhắn tin lại cho con. Thì lúc đó con có thể liên hệ lại bên nhân viên cô được mà. Tại vì khi nhân viên cô gọi mà con không nghe máy là nhân viên đều có để lại cuộc gọi cho mình hết. Cái này bây giờ em không có nhiều nha. Châu vàng là giá 99.000. Mấy chị mà bên TikTok á đang xem cái livestream của em thì mấy chị theo dõi trang TikTok của em nha. Mấy chị bên TikTok theo dõi trang TikTok của Hương nha. Còn mấy chị bên trang fanpage nè, mình đặt hàng mình cứ comment số điện thoại lại. Đeo cái gì, một cặp hay một chiếc em Hà My Trần? Đúng rồi, cái châu vàng này là tặng son cho mấy chị đó. Mấy chị thỉnh châu vàng là em tặng son cho mấy chị nha. Ở bên TikTok nè, mình chia sẻ livestream đi một chút, cuối livestream kiếm ra 10 bạn tặng cho mỗi bạn 1 triệu. Bây giờ nè, chơi lớn luôn. Ai chia sẻ livestream cuối livestream kiếm ra 10 bạn tặng cho mỗi bạn 1 triệu nha. Có chia sẻ livestream, mỗi bạn nào có chia sẻ livestream thì cuối livestream kiếm ra tặng cho mỗi bạn 1 triệu. Mời Nguyễn cứ để số điện thoại lại nha. Em ra đó em mua bé Năm Hoàng Anh Hoàng Nam. Thì nói chung ai nợ nhiều là Hương giúp được. Những chị làm hoài không có dư, những chị tiền bạc không có, vòng trúng số mình đeo một cặp cũng được, đeo một chiếc cũng được, đeo sao cũng được hết. Cái vận may nó vẫn cho mình. Mấy chị chia sẻ livestream nha, cuối livestream em chọn ra những chị may mắn. Nói chung á, mình tin thì mình xem livestream mình chia sẻ. Còn mấy chị không tin thì mấy chị có thể nhẹ nhàng lướt ra khỏi cái livestream của em nha. Tại vì em nói mấy chị nghe nè, mấy chị có thể qua bên Facebook vào cái trang Gold Cometic để coi em đã tặng điện thoại iPhone 12, tặng xe máy cho khách hàng của em như thế nào. Cho nên mấy chị cứ yên tâm nha. Bạn Phương Nguyễn 19938, bạn đừng có xạo, bạn bớt xạo đi. Đây nè,
Đây này là cái linh phù làm ăn nè mấy chị. Thanh, cái máy này có điện, bán cái máy này có like được cái nào không? Gòn thì gòn gì cũng đúng không? Rồi, ok. Bây giờ mấy chị mà muốn được á là mấy chị phải qua bên Facebook, tại vì em đang livestream là bên trang này. Mấy chị qua bên Facebook kiếm cái trang này nè và chia sẻ cho em, thì mấy chị cuối livestream em sẽ chọn ra 10 người em gửi tặng lọc cho mỗi người được 1.000.000 nha. Em đang livestream là bên trang này nè. Mình mấy mấy chị cứ qua bên trang của em. Thì nói chung á, chị nào mà mua cái gì, kể cả tới nhà mua hay là mình mua hàng mà ship đi tỉnh, mấy chị vẫn có cái vận may. Em không có nhiều. Em nói mấy chị nghe nè, cái này nè có 99.000 à, gạt nhiều chứ không ai gạt mấy chị mà ít làm gì đâu. Hiểu không? Có 99.000 à, không ai gạt làm gì hết. Nhưng mà em nói thật sự, bây giờ trong cái livestream em đang xem, mấy chị chia sẻ livestream Quỳnh Dung, chị thấy em nha, mình chia sẻ livestream hoặc là mình kéo qua bên Facebook em mình xem nha. Bên Facebook là mấy chị có thể qua bên Facebook coi, qua bên trang con comment kiểm chứng nha. Em đã tặng xe, tặng tùm lum cho khách hết rồi, rất nhiều. Em tặng xe máy, tặng rất là nhiều thứ, rất là nhiều em. Khách của chị trúng được 6 tờ đặc biệt lận em, ship 50.000 đồng giá ship nha. Thịnh Long Hùng đồng giá ship là 50.000, bên chị Hương ship là 50.000 hết nha. Mình tin thì mình thỉnh, mình không tin thì thôi, mày ép buộc mình cái gì hết. Lấy linh phù bộ lát dán cho cô luôn Hoàng ơi, dán cho quỷ tham nũng ghê vậy. Tao tính không gì, tao tính dán điện thoại, tao đi lấy điện thoại mày uổng ghê luôn á. Nhỏ này hay não ghê vậy. Lát dán điện thoại cô. Châu vàng nha cô, hai gói tắm nữa. Đúng rồi, tặng chiếc xe đi luôn nè. Mấy chị vô trang con comment nè coi nha, em có tặng xe nha. Mấy chị bên TikTok mà muốn nhận quà thì qua bên trang con comment chia sẻ livestream. Em là livestream phát thưởng tặng xe cho khách hoài luôn. Đây nè, nói điêu là mất lọc nha. Em còn nguyên cái khay vàng nhẫn nè mấy chị thấy không? Có giấy tiệm vàng đàng hoàng. Đây, em mua để tặng cho khách hàng thân yêu của em đây. Còn mấy chục chiếc nhẫn nè, có giấy của tiệm vàng đàng hoàng chứ không ai tặng đồ bậy bạ đâu, mấy chị yên tâm đây. Thấy không? Giấy của tiệm vàng đàng hoàng này là tặng cho khách nè. Hồi sáng con qua thịnh bóp mà không thấy cô. Nói chung mình muốn có lộc mình cứ chia sẻ livestream. Em bấm trang gold comment là ra nha, để chị đưa lại cái bảng cho em coi đây. Đây là trang fanpage của chị nè. Em bấm trang gold comment là ra. Mười Nguyễn, khi mấy chị thỉnh hàng bên đây, mấy chị sẽ được phiếu rút thăm nha. Rút trúng người nào thì vận may tới với người đó. Nợ nhiều, thỉnh cái gì để trả được, thỉnh combo trả nợ. Hoặc là combo làm ăn, tài lộc linh phù. 300 người coi là sẽ xổ số nha. Vòng trúng số là 550 nha Trần Thị Thanh Nguyệt ơi. Mình phải chia sẻ livestream thì mới được, khi mấy chị có chia sẻ livestream cái vận may có em mới cho mấy chị cái lộc được chứ không phải tự nhiên. Thôi tự làm đi cho chất vậy, em tự làm đi Út Trần 6961, bởi vì cuộc đời em nghiệp của em đâu ngóc đầu lên nổi được gì, nói thiệt luôn á. Bớt nghiệp đi em à, cho cô combo làm ăn 200.000 đi Thanh. Đây nè, có rồi nè Thanh. Đây, combo làm ăn trả nợ nha. Cái combo này là 200.000. Mấy chị mà bên TikTok muốn thỉnh á thì liên hệ với số hotline trên đầu của em nha. Cái combo này là combo làm ăn trả nợ, chỉ có 200.000. Nói chung á, nếu như mấy chị thấy cái livestream này nó phát ra mà mấy chị không biết là live thiệt hay live giả, mấy chị chỉ cần đơn giản liên hệ với số điện thoại trên đầu của em là mấy chị sẽ gặp đúng bên em, không bị giả mạo nha. Vậy là cho mấy chị yên tâm. Combo làm ăn này là giúp cho mình làm có tiền, giúp cho mình giữ tiền và kéo tiền về cho mình.
Nói chung á, khi mà mấy chị mua hàng, mấy chị coi livestream của em đúng không? Mấy chị muốn mua hàng mà mấy chị sợ giả mạo. Một cái việc rất là đơn giản là mấy chị không lo giả mạo nữa. Mấy chị cứ nhắn tin trực tiếp qua cái số điện thoại này hoặc Zalo hay là gọi trực tiếp vào giờ hành chính là mấy chị sẽ gặp đúng bên em. Không có bị sợ giả mạo luôn. Ok em Nhi ngang. Độc thân ơi, em chia sẻ nhưng mà em thỉnh cái gì? Tại vì em phải thỉnh em mới được phép nha. Muốn kiếm tiền mua xe là thỉnh combo làm ăn được luôn. Kiếm tiền mua xe là cũng thỉnh cái này. Cái này không có bị hết hàng em. Tú nhớ ngày mai nếu mà cô nói chuẩn bị đồ like xuống like là chỉnh mấy cái điện thoại vô chế độ like hết giùm nha. Ủa con ghi ở ta tề hết chưa Tú? Cùng ở ta tề phải không? Kim Ngọc rồi, ca số chưa Tú xong thấy chưa Tú? Lấy tượng mẹ 380. Tìm ra trang mà em bấm gold comment tí là ra mà. Nó làm vậy rồi hả? Nó cũng vậy à, nó kính. Là sao? Ai biết má hỏi thằng Cúc nó sống sao gọt ăn được mà. Hoàng đâu rồi? Ủa cái này là sống hay chín nha mọi Hoàng? Thì chắc để 1-2 bữa. Combo trả nợ này chỉ có 200 ngàn thôi. Nói chung mấy chị muốn đặt mấy chị phải comment. Còn bên TikTok mấy chị muốn mua hàng mấy chị liên với số hotline có đang mở không Thành? Mấy chị muốn mua hàng mấy chị liên hệ với số hotline. Kể cả mấy chị coi livestream ở đâu, nếu mấy chị sợ giả mạo, mấy chị cứ liên hệ với số điện thoại trên đầu của em là không bao giờ giả mạo. Tại vì đây là số điện thoại của chính của em xài luôn. Từ TikTok qua Ánh Hồng ơi, nhấn thích trang của chị Hương nha. À tay mình là tự nhiên đó mấy bạn. Tượng mèo ngoắt là 380 tặng dây dầu vàng nha. Tay là tự nhiên á, từ nhỏ tới lớn vậy á. Được nha Quỳnh Tuấn, con thỉnh thêm cái gói tắm xa xui đi cho cái vận may mình nó có, tài lộc nó có. Nói chung ai muốn thỉnh cứ comment số điện thoại là giùm Hương nha. Mấy mai nó trả lời khách gì vậy trời? Dòng trúng số 300k một combo nha con. Là xong. Cưng nhắn vô nhóm rồi hỏi mai mày trả lời khách cái gì khùng điên gì vậy? Dòng trúng số là 550 một vòng nha. Nó nhắn trong hồ thị là có con dòng trúng số combo là có dòng trúng số nha con combo là 300k. Tượng mèo ngoắc Kim Ngọc đặt hàng comment số điện thoại. Cảm ơn con nha bạn Ánh Lan 62. Tay từ nhỏ tới lớn vậy đó, đi ở đâu ai cũng hỏi hết trơn. Mà tự nhiên luôn á mấy chị. Cái combo trả nợ làm ăn này là 200 nghìn nè. Nói chung là những người mình đang thiếu nợ, những người mình làm hoài không có dư, những người tiền bạc không có, tài lộc không có, thì mấy chị thỉnh này nè. Nè từ khi em thỉnh hợp ước và vòng của chị nè, em thấy cuộc sống của em gặp nhiều may mắn hơn. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Phạm Minh Hiền, chị cảm ơn em nha. Không em không có nhiều. Cái combo trả nợ này là 200, nhưng mà em chỉ ưu tiên cho những người đang nợ thôi. Nói chung ai mà đang nợ, tài lộc không có, tiền bạc không có, thì là em mới cho mấy chị thỉnh cái này. Mà nó trả lời khủng gì vậy? Con điên. Ủa người ta đang hỏi dòng trúng số mà. Nhân viên cũng làm thầy luôn hay sao mà xưng hô bằng con hết vậy chị? Là sao Liễu Lê 205? Em cần gì em cứ để lên số điện thoại chứ em đừng lên đây hỏi đố. Chị tán cho mặt em vợ. Cần cái gì cứ comment số điện thoại. Chị điện thoại giải quyết cho. Chị user 47244 cho em số điện thoại hoặc là liên hệ số hotline trên đầu em giùm.
đừng có vô đây hỏi đố. Liễu Lê nhỏ hơn tuổi hai năm nhưng mà Liễu Lê Liễu Lê nè. Cái này là giá của nó chỉ có ủa tôi có bằng liền sắp video làm gì tôi. Phải từ từ nha Nguyên Kelly, em có tắm gói tắm chưa? Em muốn thịnh để hết siêu thì thịnh loại nào chị? Hết siêu là sao? Thịnh mà thịnh hết siêu là cái gì? Tụ mèo mắt thì có 380 thôi. Em thịnh em cứ comment số điện thoại lên nha, Nhung Trần sẽ có bạn gọi tư vấn cho mình. Trời ơi, mắt đẹp ghê luôn á. Đẹp không? Đẹp không? Cái gì? Tao thấy nó muốn đuôi mắt luôn rồi, mày kêu chưa sắc. Sắc gì thôi chứ sắc thôi, nó bảo ở nhà mà. Mà vậy được rồi. Nghe có gì đâu mà thắc mắc Liễu Lê. Em thắc mắc em cứ để số điện thoại đi, em tà lanh quá à. Nhi Nguyễn, em thỉnh combo làm ăn đi. Nguyên Kelly tắm thêm một chai dầu tắm cây vận là được. Bộ trưởng Y tế tình trạng đang rất báo động. Quán gì? Rồi sao bị gì? Lắc bi cô đang đeo là 450. Cho cô số điện thoại lại đi Dung Đăng. Rồi nè, cái điện thoại TikTok nè. Like bị chặn rồi. Trúng số, thỉnh dòng trúng số được em. Làm bên bất động sản, mình muốn có khách nhiều, mình thỉnh Son nói chuyện. Cảm ơn con nha Quỳnh Tuấn. TikTok bị chặn rồi đó. Không biết. Báo vi phạm gì. Chả hiểu. Bất động sản có thể thỉnh Son hút tiền nè, nói chung là có nhiều cái thể thỉnh lắm. Hoặc là mình thỉnh cái combo làm ăn này, Thọ Bùi. Cảm ơn bạn Thọ Bùi nha. Phép bên cô Hương rất hơn. Thì mấy chị có thể thỉnh combo làm ăn này cũng được nè. Hợp ước là 200. Hoa Khuyết ơi, con cứ cho số điện thoại đi rồi sẽ có bạn giải quyết cho mình. Em ở nhà em có thể thỉnh combo làm ăn được nha, tại vì nó sẽ kéo tiền kéo vận may.
cho mình cái đường tài lộc và cho mình về cái đường tiền luôn. Vòng bi chị đang đeo là vòng tài lộc em, 450.000 một vòng. Son bây giờ chị không còn nhiều á, Tú Tảo em đã, em cứ comment số điện thoại. Facebook lúc này nó hạn chế ghê luôn á trời. Hồi nãy lên trên TikTok người ta cũng like, người ta nói quá trời, tao nói nó hạn chế quá trời. Hình như ai cũng bị luôn hay sao? Đúng không? Anh. Đi đâu nãy giờ vậy? Anh á. Đi đâu? Tham chưa? Tham chưa? Bỏ hủ hết chưa? Bỏ hủ hết chưa? Nhiều không? Son là 170 em. Nãy chị cô like là có một rồi nha Thanh. Châu quá đây, cô đang like là có một. Cô có nói trên like đó. Bớt cho khách đi con. Bớt đi. Nó. Bây giờ em bớt cho mình là phí ship 35.000 nha chị. Chứ muốn ship nhiều nữa. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chị hỏi không thế là. Son nó có một màu thôi à, Tú Tảo. Combo làm ăn thỉnh về để trong nhà là được. Nó vẫn kéo cái may mắn, nó vẫn kéo cái đường tiền, nó vẫn kéo về cho mình cái tài lộc luôn. Kể cả những chị nha, Hương nói nha, ví dụ như đi trong cái cuộc sống của mình bế tắc quá, có nhiều chị giống như là mình không làm được cái gì hết, cái tài lộc mình không có, cái vận may mình không có, cái đường tiền mình nó không được may mắn như người ta. Mấy chị nghe lời Hương, mấy chị thỉnh cái dòng quyết rồng này về nè. Nó chỉ có giá là 99.000 một vòng, nhưng mà nó cho mình được cái may mắn, nó cho mình được cái đường tiền và nó cho mình cái tài lộc. Đó thì cái vòng này nè, những chị mà tâm tai, những chị 5 tuổi đồ thỉnh là vẫn rất là ok. Tại vì nó sẽ kéo về cho mình cái đường tiền. Cái vòng này là bao nhiêu một vòng đây? 99.000 một vòng. Chị nào đặt comment số điện thoại giùm Hương nha. Bây giờ chị nào đặt thì comment số điện thoại giùm Hương nha. Em chưa có chia sẻ cho Hương chưa? Phép bên Hương rất hơn, cảm ơn bạn Thọ Bùi. Vòng huyết rồng là 99.000 một vòng. Đang nợ mà không có nhẹ là con thỉnh cho cô là combo làm ăn 200.000.
cô ở bên số 99 đường số 3 phường Tân Kiển quận 7. Dầu trúng số khi nhận được cô sẽ hướng dẫn nha. Bóp này sale cho mấy chị là 79 nghìn một bóp nè. Chị nào đặt hàng comment số điện thoại nha. Cái này là đang sale cho mấy chị là còn 79 nghìn một bóp á. Cái này là sale cho mấy chị nè, 79 nghìn một bóp. Bóp này là bóp đầu rồng, nó kéo tiền và nó cuốn tiền về bóp rất nhiều. Kể cả những người bên cô có xăm đầy đủ hết, kể cả những người mình không có tiền, mình làm hoài mình không có thấy dư, khi mình thỉnh cái bóp này về, nó kéo cơ đường tiền cho mấy chị dư rất nhiều. Con nhắn tin qua bên cô đi thu hoài đổ, cô sẽ hướng dẫn cho cách sử dụng. Hoàng ơi, nghe nào Hoàng, ra mua cô mùi và sữa thôi không được, đeo có kem không, sữa bịch đó, Vinamilk. Đeo khẩu trang vô. Mày đi ra đường có đeo khẩu trang vô mày. 10 bịch không lạnh đó mày. Mình cứ comment số điện thoại lại rồi bên nhân viên sẽ gọi chốt cho mấy chị nha. Ngọc Hân, Ngọc Vân này, Hương thấy là lát nhân viên sẽ gọi tư vấn cho mấy chị nha. Bên Hương thì nói chung là ai mà thỉnh về mấy bạn tin đó, mấy bạn sẽ thấy được cái hiệu quả rất là nhiều. Nó kéo về cái cơ đường tiền, nó cho mấy chị tài lộc và nó cho mình vận may cực kỳ nhiều luôn. Ai cãi vận mấy người rồi Tú? Ai thỉnh về người ta cũng thấy hiệu quả hết đó. Combo làm ăn thì chỉ có 200 nghìn thôi. Trường học bơi của Chip nghỉ luôn rồi đó. Trong đó đóng nó mà bịch gì quá trời luôn nha Tú. Dưới gầm mày ngồi cái gì? Số like mới mà bỏ rồi, còn nó là bịch để dành xài. Cũ á, cái gì mình bóp với son thỉnh rồi chưa hay là chưa thỉnh? Bóp với son con để nơi nào cũng được hết á. Mi Đoàn em cho số điện thoại nha. Sao tôi lột da, tôi cái da cô nó bung tới hai lớp luôn Tú. Thì đó. Lớp 2 đó quỷ mà. Thì đúng rồi, nó không có lộn lắm nè, nó bung vậy giống như là dây cá vậy đúng không? Đúng không? Mà nó nhỏ hơn dây cá nữa. Người ta kêu phải tắm sữa tươi á. Đúng rồi. Chứ là phải xài kem dưỡng ẩm tại vì da đang rất là khô. Phải. Mua chưa? Em ở xét nghiệm lên cho mình đi chị ơi.
Chị thấy con bò là ăn bên tôi phải không? Ừ. À, nhân viên hôm nay gọi chốt đơn đó. À Hồng Ngọc ơi, con có tắm cái gói tắm xả xui chưa? Con phải tắm cái gói tắm xả xui nữa thì cái vận may nó mới tới với mình nhiều. Lai mà dán với mầm biến lai. Nguyễn thì lắm, con để lên số điện thoại đi, bên cô gọi tư vấn cho con nha. Huỳnh Nguyễn ơi, con cần cái gì con nhắn tin qua cho cô nha. Dầu trúng số là mình xài để cho mình cái vận may, cho mình trúng số. Rồi con lấy cái số đó con bỏ vô nhóm kêu với Mai check Zalo luôn. Lấy số đó gửi vô nhóm đó, Mai check tin nhắn của người ta. Tắm xả xôi 3 gói combo của nó là 207.000. Con Thanh nó chưa nhớ giá hết nữa thôi. Chưa nhớ giá hết rồi. Đó. Mày chưa nhớ giá hết nữa. Thì bởi vì chưa nhớ giá. Không phải không có giá mà là khách báo khách luôn. Thì là chưa nhớ giá, khách hỏi phải đi vô app coi giá mới báo khách. Là chưa nhớ giá đúng không? Không, con nhớ một bộ đây hết trơn mà. Nhớ thì sao phải bấm app coi. Dạ con lên đơn luôn. Thì là chưa nhớ giá. Nó bấm vô nó coi giá đàng hoàng. Thế là con bấm xong con chốt đơn luôn á cô. Má nào mà tao livestream tự nhiên thả phẫn nộ vậy trời. Con điên rồi vậy trời. Vô học. Chỉ có mấy đứa vô học mới làm cái này. Tự nhiên tao đang livestream mắt ông nội mày hả, vô thả phẫn nộ như vậy. Phép chồng nghe lời là có con. Loại son nói chuyện nó cho chồng nghe lời đó. Nhắn tin qua đi em xem cho chị Ngô Thị Tuyết. My Hà con cần gì con cứ để số điện thoại lên cô gọi cô tư vấn cho. Mai đem về rồi. Nó kêu chừng nào xong gọi nó phát like mà. Mày nhắn tin cho nó mày kêu nó kiếm like đi Tú. Đang trực tiếp nha con, Ngân Thị Minh. Cái Facebook nó đang giảm tương tác á. Nhiệm vụ con cho lại số điện thoại nha. Còn nha Quỳnh Như. Thôi hẹn mấy chị chưa mai like tiếp nha. Giờ này like vắng mình biến rồi mình ngủ. Hẹn mọi người ngày mai nha.